Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2023 đạt hơn 53 tỷ đô la Mỹ, giá trị toàn ngành tăng trưởng hơn 3,8%, cao nhất trong vòng 10 năm qua. Ngành gỗ và thủy sản vốn là hai ngành xuất khẩu chủ lực ghi nhận mức sụt giảm mạnh và không đạt mục tiêu. Nhưng bù lại, trong năm qua đã chứng kiến nhiều mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng như gạo, cà phê và sầu riêng. Từ việc chuẩn hóa quy trình trồng và phối hợp các cơ quan chức năng xây dựng hồ sơ chứng nhận Global Gap, tem truy xuất nguồn gốc, xây dựng hệ thống chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với người dân. Những hành động đó đã giúp đơn vị này trở thành đơn vị đầu tiên ở Lâm Đồng được Trung Quốc cấp một mã số vùng trồng với diện tích 150 ha và một mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Mã vùng ở đây để nâng cái giá trị của cái chuỗi sầu riêng lên cao để mà xuất khẩu đi thế giới được. Nếu như những nhà xuất khẩu như tôi mà không đi được xuất khẩu mà chỉ cần mà ít lại cái thì người nông dân rõ ràng là bán Sài Gòn trong nước thì là giá nó rất là rẻ. Không chỉ với trái sầu riêng, từ việc chuẩn hóa quy trình, bảo đảm về chất lượng, năm 2023 đã đem lại nhiều thành công cho nhiều loại nông sản tại Việt Nam. Nông sản xuất khẩu tăng về cả giá và số lượng, nổi bật như gạo, nhiều tháng liền giá gạo Việt Nam ở mức cao nhất thế giới, trên 663 đô la Mỹ một tấn với gạo 5% tấm. Lần đầu tiên giá trị xuất khẩu cả năm đạt trên 4,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 38% so với năm trước đó. Ngoài gạo xuất khẩu đạt kỷ lục thì cà phê năm đầu tiên vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ. Giá trị xuất khẩu sầu riêng cũng đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Căn cứ vào cái thị trường và cái cơ cấu sản xuất để chúng ta thúc đẩy những cái đối tượng phát huy được tiềm năng lợi thế của gạo, của hoa quả, thủy sản, nông nghiệp, chăn nuôi mà được phát huy một cách đồng bộ. Như mọi người đã nói là tất cả các dòng sông đều chảy thì chúng ta sẽ hợp long được cái quy mô xuất khẩu năm 2024 với lại cái sản lượng, với cái giá trị lớn hơn năm 2023. Hiện Việt Nam đã trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị nông sản toàn cầu, nằm trong nhóm 15 quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới và đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á. Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 48,7 tỷ đô la Mỹ năm 2021, 53,22 tỷ đô la Mỹ năm 2022. Năm 2023, kinh tế thế giới chao đảo nhưng Việt Nam vẫn xuất khẩu hàng hóa nông sản các loại được hơn 53 tỷ đô la Mỹ. Năm 2024, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 54 đến 55 tỷ đô la Mỹ. Liên kết lại các chuỗi ngành hàng cho nó bền vững, từ tổ chức lại sản xuất, tổ chức lại thị trường, liên kết giữa cái người sản xuất với doanh nghiệp tạo ra thị trường, ứng dụng những cái khoa học công nghệ nó cao hơn nữa. Với sự đa dạng hóa về sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu và đa dạng về chất lượng, ngành nông lâm thủy sản không chỉ giữ vững vị thế mà còn tạo ra đà tăng trưởng bền vững trong tương lai. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tiếp tục gặt hái thành công trong tháng 1 năm 2024 với 5,14 tỷ đô la Mỹ, tăng 79,2% so với tháng 1 năm 2023. Đáng chú ý, xuất siêu toàn ngành này đạt 1,43 tỷ đô la Mỹ, cao gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Năm 2024 là năm đầu tiên tỉnh Hậu Giang tổ chức các hoạt động Tết Quân Dân, qua đó càng thể hiện rõ nét vai trò xung kích nòng cốt của lực lượng vũ trang trong việc tăng cường mối đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân và dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Anh Trần Văn Sĩ ở ấp 5 xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy thực hiện nghĩa vụ quân sự sau khi xuất ngũ trở về địa phương. Dù làm nhiều nghề để mưu sinh nhưng cuộc sống vẫn không dư giả. Một căn nhà kiên cố chỉ là niềm ao ước. Xét thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Sĩ được địa phương xét hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng nhà ở. Đây là một phần của chuỗi hoạt động Tết Quân Dân năm 2024. Căn nhà vách lá lụp sụp ngày nào đã được thay bằng ngôi nhà cấp 4 khang trang. Tại vì nhà nước hỗ trợ cho một cái căn nhà là cái niềm mơ ước của anh, gia đình anh. Nên họ là cũng tạo điều kiện cái động lực của vợ chồng anh để mà phấn đấu. Dù đã xuất ngũ trở về quê hương, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng khi địa phương huy động tham gia diễn tập khu vực phòng thủ hay tham gia bảo vệ trong các ngày lễ Tết, bộ đội xuất ngũ Lê Văn Tuấn ở ấp 5 xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy đều nhiệt tình xung phong. Thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở, anh Tuấn và gia đình rất xúc động khi có được căn nhà mới trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cảm ơn các nhà hảo tâm, nhà đồng đội đã giúp đỡ cho gia đình em được có cái nhà ở đằng che nắng che mưa. Nhờ vậy cho em khỏi cái lo mà cái vụ mà nắng mưa nữa.
Tết Quân dân 2024 với chủ đề Quân dân Hậu Giang đón Tết sum vầy, xuân bình an, được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các ban ngành đoàn thể và Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên thực hiện xây dựng 20 căn nhà đại đoàn kết cho các đối tượng khó khăn về nhà ở, qua đó góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ giữa bộ đội, các cấp chính quyền và nhân dân. Cũng trong chuỗi hoạt động Tết Quân dân 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang điều động trên 150 lượt cán bộ, chiến sĩ, hành quân dã ngoại với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng bà con đón Tết. Tết Quân dân là một trong những mô hình mang ý nghĩa hết sức sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết quân dân, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội để hỗ trợ bà con nhân dân, các gia đình có công với cách mạng, các gia đình chính sách và hộ nghèo được hưởng một cái Tết vui tươi, đầm ấm. Thông qua hoạt động Tết Quân dân cho thấy vai trò của quân đội tiếp tục là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu, góp phần tăng cường mối đoàn kết, gắn bó, máu thịt, quân dân. Từ những hành động thiết thực, Tết Quân dân đã tạo không khí vui tươi, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, làm sâu đậm thêm hình ảnh đẹp về bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Tết nhảy của người Dao là một phong tục đặc sắc, tổng hợp các loại hình nghệ thuật dân gian gắn với những giá trị nhân văn sâu sắc. Tết nhảy còn là một thủ tục tín ngưỡng quan trọng để mỗi gia đình dòng họ người Dao hoàn thiện việc thờ cúng tổ tiên nguồn cội. Gia đình ông Dương Trung Dũng đã chuẩn bị gần cả năm qua để tổ chức nghi lễ Tết nhảy. Thông qua việc thực hành lễ Tết nhảy, người Dao răn dạy con cháu nhớ ơn công lao tổ tiên, cùng nhau đoàn kết, chăm chỉ trong lao động sản xuất và xây dựng bản làng, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Chúng tôi phải làm qua 5-6 cái đám, từ lễ cấp sắc, lễ con, lễ nhỏ, sau này đến bây giờ mới đến cái lễ Tết nhảy này. Mà trong cái gia đình tôi thống nhất với anh em là mua cái tranh gọi là về khai quang cho các cụ. Có nhiều thủ tục được thực hiện trong ngày lễ Tết nhảy như lễ cúng Tết Nguyên Đán, cúng khai đàn cho các thầy cúng chủ trì. Điểm nhấn xuyên suốt và đặc sắc nhất chính là các điệu nhảy múa của nam giới người Dao mang tính tượng hình cao như múa chuông, múa rùa, múa kiếm. Cuối năm thì ăn Tết Nguyên Đán thì mới tổ chức Tết nhảy. Tết nhảy thì tức là từng lớp lớp con trai thì kể cả người xa hay gần, dân tộc nào đều đã được vào để tham dự chúc phúc cho gia đình. Cấp ủy chính quyền địa phương cũng rất là quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng về cái phát huy cái giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt trên địa bàn Quân Chu thì có dân tộc Dao có những nét đặc sắc văn hóa hết sức là lâu đời được tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Tết nhảy là phong tục độc đáo phản ánh tái hiện một giai đoạn lịch sử của người Dao quần chẹt nói riêng và 12 dòng họ Dao nói chung. Ngày nay trong xã hội hiện đại, các nghi lễ nghi thức trong phong tục này đã có nhiều cải tiến để phù hợp với cuộc sống hiện tại, nhưng nó vẫn giữ được nguyên gốc giá trị đặc sắc của Tết nhảy người Dao nơi đây. Thưa quý vị, xin chữ đầu năm là truyền thống nét văn hóa lâu đời của dân tộc. Trong ngày đầu xuân năm mới, hình ảnh những ông đồ với áo the khăn xếp di chuyển ngọn bút lông trên nền giấy đỏ đã trở thành hình ảnh in đậm trong văn hóa cổ truyền của dân tộc. Nét đẹp ấy đang dần trở lại trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Xin chữ thư pháp là nét đẹp truyền thống của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Trong thư pháp có 5 lối viết bao gồm triện, lệ, khải hành và thảo thư. Để viết chữ thư pháp, người viết phải sử dụng nhiều kỹ thuật điêu luyện, sử dụng cổ tay uyển chuyển, tạo nên những nét chữ mềm mại hay mạnh mẽ tùy theo nội dung, ý nghĩa của từng chữ, câu đối, nhưng vẫn bảo đảm bố cục hài hòa, bắt mắt, đường nét thanh thoát, đậm nhạt như một bức tranh. Tục xin chữ đầu năm từ trước đây, thì phần lớn là các cụ xin chữ là bằng chữ Hán, chữ Nôm, Hán Nôm. Nhưng sau này, trong cái thời buổi hiện đại, chữ quốc ngữ cũng đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ về vấn đề thư pháp, bởi vì thư pháp nó là môn nghệ thuật viết đẹp. Đấy, làm sao thể hiện lên cái bức thư pháp, bức câu đối, bức hoành phi, một vài chữ trên cái tờ giấy biểu là nó thể hiện cái bố cục, cái nghệ thuật, cái đường nét nó đẹp đẽ, nó như bức tranh.
Người dân quan niệm xin chữ đầu năm vừa thể hiện sự ngưỡng mộ với những người có nét chữ tài ba, vừa gửi gắm ước mong trong từng con chữ, hàm chứa ý nghĩa răn dạy con cháu về sự học, mong cầu một năm mới bình an may mắn. Hôm nay con đến đây là để xin ông chữ thành đạt, tại vì hôm nay, năm nay con cũng là năm cuối cấp rồi. Con mong là cái chữ thành đạt này sẽ giúp cho con thi đỗ được trường cấp 2 mà con mong muốn. Cái nét đẹp xin chữ đầu năm này có rất là có ý nghĩa, bởi vì là nó sẽ giúp cho mọi người cố gắng phấn đấu trong cả năm sẽ đạt được những cái chữ mà mình xin, mong muốn. Cái đẹp của thư pháp không chỉ là cái đẹp của đường nét, bố cục, mà còn là cái đẹp của sự kết hợp hài hòa giữa thư, nhạc, họa, tâm, trí, khí. Bởi vậy, cơ quan quản lý văn hóa Nam Định cũng cần có chính sách hỗ trợ, cũng như tuyển chọn những người có trình độ cao, góp phần gìn giữ những nét đẹp cổ truyền trong văn hóa của dân tộc. Mới đây, phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha đã công bố kết quả xếp hạng Welcome Matrix lần thứ nhất của năm 2024. Trong kỳ xếp hạng lần này, Đại học Quốc gia Hà Nội gia tăng vị trí trong top 700 thế giới và lần đầu tiên tiêu chí mức độ ảnh hưởng lọt top 500 thế giới. Trong kỳ xếp hạng tháng 2 năm 2024, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam và gia tăng vị trí trong bảng xếp hạng thế giới, từ vị trí số 671 lên vị trí số 649 và khu vực vị trí lần thứ 11 Đông Nam Á, tăng 1 bậc so với kỳ trước và 140 châu Á, tăng 27 bậc so với kỳ trước. Cũng trong kỳ xếp hạng này, Đại học Quốc gia Hà Nội lọt top 500 thế giới ở tiêu chí Impact đã cho thấy mức độ lan tỏa mạnh mẽ, bền vững về nguồn tài nguyên số và uy tín học thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội tới cộng đồng giáo dục cũng như toàn xã hội. Để mùa lễ hội năm 2024 diễn ra an toàn, tiết kiệm, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội giám sát chặt chẽ những lễ hội tập trung đông người trên địa bàn. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch yêu cầu Hà Nội giám sát chặt chẽ lễ hội Chùa Hương huyện Mỹ Đức, lễ hội Đền Sóc huyện Sóc Sơn, Phú Thọ phải xây dựng kế hoạch phương án kiểm tra giám sát chặt chẽ các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn như hội Phết xã Hiền Quang huyện Tam Nông, lễ hội Cầu Châu xã Hương Nha và xã Bắc Sơn huyện Tam Nông. Vĩnh Phúc phải giám sát chặt chẽ các lễ hội Đúc Bụt xã Đồng Tĩnh huyện Tam Dương, Cướp Phết xã Bàn Giản huyện Lập Thạch, Chọi Châu xã Hải Lựu huyện Sông Lô. Nam Định phải giám sát chặt chẽ các lễ hội khai ấn đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, lễ hội Phủ Dày, huyện Vụ Bản. Hải Phòng phải giám sát chặt chẽ lễ hội Chọi Châu, Đồ Sơn, quận Đồ Sơn. Ngoài ra, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đề nghị các địa phương tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về lễ hội nhằm thực hiện nghiêm các quy định pháp luật liên quan. Trong đó lưu ý địa phương tổ chức lễ hội phải bảo đảm trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống và các giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam, kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, các hành vi lợi dụng di tích lễ hội tín ngưỡng để trục lợi.